Điểm báo. Thời sự liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm chỗ áp đảo trên báo Pháp hôm nay theo nghĩa tiêu cực. Con đường tái tranh cử của Donald Trump thêm chông gai, chính sách đàn áp bên trong và phô trương vũ lực bên ngoài làm Trung Quốc của Tập Cận Bình tiêu hao uy tín. Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ thách thức ở Thượng Karabakh, Ankara công khai ủng hộ Azerbaijan và chính thức giúp vũ khí cho Baku, trong khi Moscow làm ngơ trước những lời xin trợ giúp của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, tựa lớn của Le Monde trên trang nhất. Tuy nhiên, hai nhân vật chiếm chỗ nhiều trên báo Pháp hôm nay là Donald Trump và Tập Cận Bình. Bị Joe Biden bỏ xa trong các kết quả thăm dò, Tổng thống Donald Trump dàn cảnh phục hồi sức khỏe, đánh bại COVID-19 trong thời gian kỷ lục có 4 ngày. Donald Trump còn gây áp lực để bác sĩ để ông về văn phòng bầu dục và thông báo long trọng. Phải chăng Donald Trump đang đánh nước cờ liều? Thái độ kiên cường của ông không mang lại kết quả như ý. 23 cộng sự viên của Nhà Trắng bị dương tính với coronavirus, toàn bộ tướng lãnh tham mưu trưởng các binh chủng phải cách ly. Kết quả thăm dò ý kiến đầu tiên từ khi Donald Trump nhập viện không thuận lợi. 57% ủng hộ Joe Biden, 41% ủng hộ Donald Trump. Le Monde liệt kê một số sự kiện. Tâm trạng căng thẳng đang lan ra trong phe của Donald Trump. Les Echos ghi nhận một loạt phản ứng được xem là không hợp tình hợp lý của chủ nhân Nhà Trắng, mà phi lý nhất là quyết định đình chỉ thảo luận với phe Dân Chủ một kế hoạch vực dậy kinh tế từ 1.200 đến 1.500 tỷ đô la. Chỉ còn không đầy một tháng là đến ngày bầu cử, tại sao Donald Trump tặng cho đối thủ Dân Chủ món quà vô giá này? Cử tri Cộng hòa không thể hiểu được vì sao Tổng thống quan tâm chuyện bổ nhiệm thẩm phán tối cao Pháp viện hơn là công ăn việc làm. Cử tri trên 60 tuổi bắt đầu bỏ ông Trump, thị trường tài chính cũng không hài lòng. Trung Quốc tăng sức ép quân sự ở Himalaya, Tập Cận Bình tiếp tục chính sách cưỡng bách đồng hóa dân Tây Tạng, Mỹ vận động lập mặt trận chung ở châu Á chống Trung Quốc, Le Figaro dành 2 trang quốc tế cho các chủ đề này. Theo Nhật báo Thiên Hữu, tất cả những sự kiện xảy ra trong và ngoài Trung Quốc đều có quan hệ nhân quả. Để khống chế toàn khu vực biên giới phía Tây, kiểm soát chặt chẽ Tây Tạng Phật giáo và Tân Cương Hồi giáo, Bắc Kinh phô trương tham vọng bằng sức mạnh quân sự. Trong bối cảnh này, Ấn Độ yếu thế hơn từ vũ trang cho đến kinh tế, huyết mạch của chiến tranh. Phân tích của Le Figaro trong bài Ấn Độ gặp khó khăn tại Ladakh, nơi xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu vừa qua. Cũng trong chiều hướng muốn khống chế các dân tộc vùng biên cương, Tập Cận Bình cũng tìm cách biện minh cho chính sách cưỡng bách Hán hóa từ Tây Tạng cho đến Tân Cương. Bây giờ đến lượt Mông Cổ. Tuy rằng Nội Mông từ trước đến nay được Bắc Kinh khen ngợi là tấm gương sáng. Tại Nội Mông, Công an Trung Quốc treo giải thưởng cho những ai cung cấp thông tin để bắt những người biểu tình chống chính sách Hán hóa. Gia đình từ chối cho con cái học tiếng Trung Hoa sẽ bị các trợ cấp xã hội. Trong lúc tình hình châu Á căng thẳng, từ eo biển Đài Loan, Biển Đông và đến tận biên giới Ấn Trung, Hoa Kỳ huy động một mặt trận chung ở châu Á chống Trung Quốc. Theo bài phân tích của Le Figaro, sự kiện Ngoại trưởng Mỹ hủy bỏ vòng thăm viếng Hàn Quốc và Mông Cổ trong bối cảnh Tổng thống nhập viện mà vẫn giữ điểm hẹn tại Tokyo với Nhật, Úc, Ấn trong bộ tứ Kim Cương, gọi tắt là Quad, cho thấy tầm quan trọng của liên minh không chính thức này. Phương châm bảo vệ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do lưu thông rõ ràng là mang âm hưởng chống tham vọng bá chủ Biển Đông của Bắc Kinh tuy không nói ra. Báo chí Trung Quốc thì khỏi nói, lên án tập hợp của những kẻ mang não trạng chiến tranh lạnh đề điều Trung Quốc, bình luận của Hoàn Cầu Thời Báo. Theo Nhật báo Thiên Hữu, hội nghị Tokyo là cơ hội để hai ngoại trưởng Mỹ, Ấn bày tỏ hữu hảo. Từ sau vụ chạm súng Ấn Trung hồi tháng 6, quan hệ Washington và New Delhi được thắt chặt một cách ngoạn mục. Từ khi sáng kiến Kim Cương quy tụ 4 nước dân chủ trong vùng đối đầu với Trung Quốc, do Thủ tướng Shinzo Abe Nhật Bản vào năm 2007 đề xuất với sự đồng ý của Washington, chưa bao giờ Mỹ đáp ứng tham vọng của lãnh đạo phe hữu Nhật Bản muốn đê điều Trung Quốc. Úc và Ấn cũng trong một thời gian dài vì bị áp lực thương mại của Trung Quốc nên tránh đi sâu vào chiến lược Kim Cương. Canberra vào năm 2008 dưới thời Thủ tướng Kevin Rudd còn rút ra khỏi công thức 4 bên vì hy vọng rằng Trung Quốc sẽ trỗi dậy một cách hòa bình. Phải hơn 10 năm sau khi Tập Cận Bình quân sự hóa Biển Đông theo một chiến lược đặt đối phương vào chuyện đã rồi thì lúc đó chiến lược Kim Cương mới phục hồi sinh khí. Bài phân tích của Le Figaro rất dài, xin mượn nhận xét của chuyên gia chiến lược Mỹ James Green. Chính quyền Trung Quốc đã làm tất cả thế giới bực tức cùng một lúc. Do vậy, họ rơi vào chiếc bẫy của họ tự đặt ra. Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Số phận người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là chủ đề gây ra cuộc chạm trán tại Liên Hiệp Quốc. Sự kiện diễn ra hồi đầu tuần được Le Monde và Les Echos tường thuật và bình luận. Bị các nước Tây phương công kích, Trung Quốc huy động đồng minh đối đầu. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, 39 nước Tây phương do Đức dẫn đầu lên án Bắc Kinh chà đạp những quyền căn bản của người dân ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Tập hợp này lấy làm tiếc là cho đến nay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michel Bachelet, nguyên là Tổng thống Chile, cũng không thể đến được Tân Cương và những nơi bà muốn đến. Năm trước, chỉ có 23 nước lên án Trung Quốc, năm nay có thêm 14 nước. Sophie Richardson đặc trách tình trạng nhân quyền Trung Quốc trong Hiệp hội Human Rights Watch cho rằng một loạt biến cố từ Tân Cương, COVID-19 và Hồng Kông đã làm cho các nước này sực tỉnh. Một nhà ngoại giao nhận định, chúng ta không muốn chiến tranh lạnh với Trung Quốc, chúng ta chỉ bảo vệ các giá trị về nhân quyền của chúng ta. Trung Quốc cũng không thụ động với sự ủng hộ của 53 nước, phần đông là châu Phi và hai nước Á Rập có trọng lượng là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bắc Kinh đã bác bỏ các chỉ trích trên. Trung Quốc còn phản công lên án các biện pháp trừng phạt quốc tế do các nước Tây phương đề xuất là vi phạm nhân quyền trong bối cảnh đại dịch. Theo Le Monde, thì chính sách ngoại giao đối đầu của Bắc Kinh đã làm cho hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu xí trong nhãn quan của công luận. Một kết quả thăm dò ý kiến của Viện Pew Research công bố hôm 6 tháng 10, tại nhiều nước Tây phương, hơn 3/4 dân chúng cho biết họ mất thiện cảm với Trung Quốc. Nhật báo kinh tế Les Echos cũng có một bài rất dài về chủ đề này. Hôm thứ Ba vừa qua, mùng 6 tháng 10, kỷ niệm 46 năm vụ sinh viên Thái Lan bị lực lượng bán quân sự thảm sát, Le Monde đã phỏng vấn một số nhân chứng từng tham gia phong trào cách này 44 năm. Bao nhiêu người chết, theo lời một sinh viên Thái Lan thời đó kể lại, khi cha cô đến trụ sở cảnh sát đòi con, thì nghe một cảnh sát viên trả lời ai đó qua điện thoại. Mọi việc đều tốt, chỉ chết có 200 thôi. Năm 1976, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, tình thế lúc đó khác với hiện nay. Theo Le Monde, một năm trước, Cộng sản chiếm Phnom Penh và Sài Gòn, chế độ Campuchia và Nam Việt Nam sụp đổ, làm Thái Lan lo sợ thuyết domino. Theo đó, Thái Lan, đồng minh của Hoa Kỳ, sẽ rơi vào quỹ đạo thân Liên Xô và Trung Quốc. Sinh viên đại học Thammasat, thành trì của phe thiên tả, bị thành phần cực hữu xem là đạo quân thứ năm phải tiêu diệt. 44 năm sau, tình hình đã khác. Hiện nay cả sinh viên và chính phủ của Thủ tướng Chan-o-cha đều không muốn xung đột đổ máu. Nhưng trong bối cảnh phong trào sinh viên hiện nay tranh đấu đòi cải cách chế độ chính trị, mà đứng đầu là một viên thủ tướng đảo chính, thì kỷ niệm 1976 là dịp nhắc nhở cái giá đôi khi phải trả khi tham gia phản kháng tại xứ sở của nụ cười. Hôm nay, La Croix và Libération ít bài về thời sự quốc tế. Nhật báo Công giáo chọn một hiện tượng về xã hội đưa lên trang nhất. Tại sao số trường hợp phá thai tại Pháp gia tăng? Nhật báo Thiên Tả thì dành nhiều trang cho chủ đề bảo vệ môi trường, động vật, hoang dã, với một loạt phóng sự về hoạt động của cảnh sát môi trường. Đề tài thứ hai đang gây sóng gió trong giới hoạt động cứu thuyền nhân trên biển Địa Trung Hải. Hy Lạp tuyên chiến, chống các tổ chức phi chính phủ, truy tố một số ra tòa về tội tổ chức vượt biên. Giải Nobel hóa học 2020 cũng chiếm các cột quan trọng trên báo Pháp. Tất cả đều giải thích lợi ích của phát minh kéo phân tử để thay đổi ADN trị bệnh cho con người hay để tăng năng suất nông phẩm. Điểm khác biệt là La Croix nhấn mạnh yếu tố đạo lý, nhắc lại trường hợp một bác sĩ Trung Quốc áp dụng biện pháp này, tiếng là giúp thai nhi tránh một bệnh di truyền và đã bị lệnh án tù nhiều năm. Còn Les Echos thì lưu ý đây là lần đầu tiên chỉ có hai phụ nữ, không có đấng mài râu nào chen vào một giải Nobel khoa học tên hai vị khôi nguyên, Emmanuelle Charpentier người Pháp và Jennifer Doudna người Mỹ. Sau bà Marie Curie, hai nhà khoa học này là phụ nữ thứ 6 và thứ 7 được giải Nobel hóa học kể từ khi được lập ra cách này 120 năm.